both so much, more than anything. Cộng đồng mạng không cầm được nước mắt khi thấy phi hành gia nói lời từ biệt với gia đình trong vũ trụ. Mới đây, trên TikTok lan truyền đoạn video ghi lại cảnh tượng một phi hành gia nước mắt đầm đìa nhìn rất thương tâm, khiến cộng đồng mạng cũng thấy cay sống mũi theo, phải thốt lên câu, đúng là sinh nghề tử nghiệp. I miss you, baby. I'd give anything on earth to be down there with you and Evie right now. Trong video, người đàn ông vừa khóc vừa gửi những lời yêu thương tới vợ và con của mình. Có vẻ như con tàu bay vào vũ trụ của ông đang gặp phải sự cố và sẽ không thể quay trở về trái đất được nữa. Người đàn ông đang tận dụng từng giây phút cuối cùng để dành cho gia đình của mình. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ đau đớn và bất lực vì phải bỏ mạng ở ngoài vũ trụ lạnh lẽo. Có thể mãi mãi sẽ không có ai tìm được thi thể của mình. Hello, sweetheart. I need you to promise. You'll always do whatever mummy says. Always give her a hand when she needs it. Cộng đồng mạng xem xong video không khỏi xúc động, nước mắt lưng tròng. Nhiều người cảm thấy xót xa cho số phận của phi hành gia kia. Bây giờ bạn có thể nghỉ ngơi rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thật đau lòng. Điều này thực sự làm trái tim của tôi tan nát, trời ơi. Tuy nhiên, một số người đã bấm vào nick TikTok đăng tải video của phi hành gia kia và phát hiện sự thật rằng người đàn ông trong video hóa ra là một diễn viên. Ông thường up lên TikTok của mình những cảnh diễn đau buồn, khóc lóc đau đớn. Cuối cùng thì không có một phi hành gia nào lạc trôi, phải bỏ mạng ở ngoài vũ trụ cả. Còn bạn, bạn có cảm nghĩ như thế nào sau khi xem xong đoạn video? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé!